sửa đồ với các Phạm ra, mới bàn giao cho gia đình chị Hường. Bộ bàn ghế Hoàng gia K5V2 dát vàng được làm từ chất liệu là gỗ hương đá, 100% là gỗ hương đá nha quý vị. Và sản phẩm này là bên công ty đồ gỗ Phạm gia là mới bàn giao xong đây cho gia đình chị Hường này. Đấy, đấy. Và hiện tại là bên em đang ở tại gia đình nhà chị và quay video ghi lại cái không gian phòng khách rất chi là đẹp và sang trọng này. Như trên màn hình quý vị đang thấy, đây là một bộ Hoàng gia K5V2 6 món được dát vàng, gồm một ghế dài, hai chiếc ghế đơn và một chiếc bàn và hai chiếc đôn. Hiện tại thì hai chiếc đôn đang để hai góc của bộ bàn ghế. Và sản phẩm này thì nó khác so với những cái sản phẩm bình thường do xưởng đồ gỗ Gia Gốc Phạm gia sản xuất và đưa ra thị trường. Nó là bình thường thì bên em là Hoàng gia là thường để gỗ tự nhiên, là lần này là bên em đã tô điểm thêm, đó là phần dát vàng này, là các cái chi tiết đục chạm nổi là bên em đã dát vàng và tạo điểm nhấn cho sản phẩm, nhìn nó sang trọng và hơn rất chi là nhiều nhé. Đây quý vị cận cảnh thì quý vị có thấy những cái chi tiết được dát vàng nên nổi bật rất là nhiều. Và quá trình dát vàng thì trường em đã chia sẻ một cái video ngắn trong quá trình thi công và cái sản phẩm này, nếu bác nào quan tâm thì có thể xem ở trong phần kết thúc video là đã có cái phần đó. Đây về phần ghế đơn đây. Đấy, đây là ghế đơn nhé. Chương ghế là chương liền hoa thủ công đấy. Đó. Vàng và kết hợp với cả các cái vân gỗ, màu của vân gỗ rất nổi bật, màu của vàng. Từ những cái chi tiết nhỏ như chân ghế này, đây, xưởng em cũng ra được tạo điểm nhấn này. Đó. Đây. Đấy. Đây là bàn này, chi tiết của bàn này. Đó. Và đặc biệt là cái mặt bàn này, quý vị có thể thấy không? Cái mặt bàn là bên em dát vào những cái chi tiết hoa tây, những cái chi tiết hoa dây này. Rất nổi bật luôn. Đây, nhìn xa đây này, quý vị ơi, tổng thể này, cả khu vực này thì chắc chắn là chưa có nhà ai có cái mẫu sản phẩm đặc biệt như này. Quý vị xem. Và sản phẩm này thì xưởng em dát vàng cả mặt trước và mặt sau. Thì chi tiết thì em đã để lại một cái video ở cuối đường link này để quý vị có thể xem cái quá trình dát vàng một bộ bàn ghế Hoàng gia. Nó sẽ kỳ công như nào để ra được một cái siêu phẩm như này. Đó, nếu bác nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với xưởng đồ gỗ Gia Gốc theo số điện thoại đang hiện trên màn hình, hoặc quý vị có thể đến trực tiếp tại hai cơ sở, là một là Đại Vĩ Liên Hà Đông Anh Hà Nội, hai là Châu Phong Liên Hà Đông Anh Hà Nội. Nếu quý vị ngại không muốn đi đường xa đến xưởng thì quý vị có thể ngồi nhà xem thông qua website là xưởngđồgỗgiagoc.com hoặc đồgỗphạmgia.com. Đó là hai địa chỉ để quý vị có thể tham khảo trực tiếp các cái sản phẩm được làm từ gỗ tự nhiên trên màn hình quý vị đang xem, do công ty đồ gỗ nội thất Phạm gia thiết kế và gia công trực tiếp. Xưởng xin cảm ơn mọi người đang xem video của xưởng. Xưởng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu sản phẩm lần sau. Xin cảm ơn.